nghề này có bền vững không, có ổn định không. Nhiều người cho rằng làm nghề trình dục viên sẽ phí, không xứng đáng với năng lực và công sức học tập. Vì thế trình dục viên được coi như là một lựa chọn cuối cùng của các bạn sinh viên mới ra trường. Có một công dân ngôn mà cũng rất là tâm đắc: khi con người được tự do lựa chọn, họ sẽ lựa chọn tự do. Chính mình khi còn trẻ cũng đã lựa chọn tự do với nghề trình dục viên. Các bạn hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về nghề trình dục viên này.